gia đình gạo chưa có ra một cái video nào hết, bởi vì là thời gian vừa qua là Phi bị gãy chân, cho nên là cũng không có thể đi lại thuận tiện, nên là cũng không có đưa gạo đi đâu chơi được, rồi cũng không có quay được gì luôn. Nói chung là mình bất tiện trong việc đi lại, cộng với lại thời gian qua thì anh Tuấn cũng đi quay á, cho nên là cũng không có sắp xếp thời gian đưa gạo đi chơi được. Cho nên là ngày hôm nay nhân dịp anh Tuấn đã xong phim rồi, chân của Phi thì cũng đã vừa mới được bác sĩ chỉ định là vừa được bỏ nạng, không cần gạo đơn mà không cần phải đi nạng nữa, cho nên là có thể đi lại tạm gọi là được một chút, chứ vẫn chưa phải là bình thường như là mọi khi. Thì ngày hôm nay địa điểm mà cả nhà lựa chọn để đưa gạo đi chơi, bởi vì là sau gần 3 tháng gạo cũng không được đi đâu hết á, kể từ khi mà chân Phi bị như vậy đó, là gạo chỉ ở nhà thôi à, từ Tết tới giờ luôn. Nhưng mà tất cả những cái ngày lễ, nào là lễ Tết nè, rồi nào là lễ tình nhân hả, 14 tháng 2, 14 tháng 3, rồi nữa 30 tháng 4, 1 tháng 5 gì đó, thì đều ở nhà hết, không có đi đâu hết. Còn đứng lên dơ quá đã, hồi này đi vô nè. Rồi bây giờ mời mọi người đi vô nha, tham quan cái chỗ ngày hôm nay gia đình mình sẽ ở nha. Bây giờ hãy vô đi. Đây là khu vực phòng. Trời ơi, vẽ thêm cái căn ra. Nhỏ ba nè. Dạ, dạ. Đây là khu vực. Bấm nè. Thì cái căn này là căn có cả hồ bơi. Đây là căn có hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn và một phòng ngủ nhỏ. Đây phòng ngủ lớn mà mọi người tham quan. Mọi người thấy Phi đi khó được bình thường, yeah, yeah, yeah. Bác sĩ thầy không cảm nha, bởi vì là chân cũng chưa đi lại được bình thường đó mọi người. Phi mới mổ được có một tháng thôi à, xương vẫn chưa có lành, nhưng mà bác sĩ đã chỉ định là được bỏ nạng để tập đi lại, cho nên là thôi mình cũng sẽ cố gắng để sau này không có gọi là bị tật cái kiểu đi cái nhắc đó, nên là sẽ cố gắng tập đi. Một bí với mọi người, dịp này đưa gạo đi chơi thật ra là cũng có một cái dịp kỷ niệm đặc biệt, đó là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng. Và cái resort ở đây cũng rất là tinh ý, đã set up đây cái giường wedding anniversary cho cả hai vợ chồng. Thì luôn á, từ lúc cưới tới giờ luôn á mọi người, đi honeymoon gì đó cũng đâu có được set up như vậy đâu, cho tới bây giờ 5 năm rồi mới thấy lại cảnh này. Thường thường mấy cái này là chỉ toàn thấy trên phim thôi ha. Còn đây là phòng tắm. Thì cái phòng lớn này sẽ nhìn thẳng ra hồ bơi luôn. Đây là cái hồ bơi riêng. Cái căn này được cái là sẽ có cái khu vực hồ bơi riêng ha, rất là riêng tư. Và view cũng rất là đẹp luôn mọi người. Wow, ở ngoài kia kìa, sen, hồ sen đẹp quá. Thật ra là Phi đã ở resort này một lần rồi, nhưng mà cách đây hơn một năm rồi. Lúc đó là Phi có bầu gạo, chưa có sinh gạo. Bây giờ mình sẽ qua tiếp. Cái cô này sau khi ngủ một giấc ở trên xe thì bây giờ tới đây là bắt đầu quậy phá rồi đó. Gạo bây giờ là biết đi rồi, cho nên là nhờ lăn xăng không có yên một chỗ được. Rồi mình sẽ qua cái khu vực phòng thứ hai. Đây. Ôi, tôi thấy là cái phòng này, phòng kia là có cái view hồ bơi ha mọi người, nhưng mà phòng này thì là view kiểu sân vườn cũng rất là đẹp. Tôi thích cái view này ghê. Đẹp hay chứ mọi người, rộng lắm á. Ở đây là chụp hình sống ảo tao đã luôn ha. Đó, view sân vườn đã gạo, con cẩn thận thì té. Đúng rồi. Rồi bước vô lại đi, con bước vô lại đi. Là tối tối ngồi đây ha, muốn hát tâm sự nói chuyện gì đó được nè. Sáng này thì có hai giường đơn ở sao con làm rớt đồ lung tung vậy gạo, con cầm cái gì nãy giờ vậy, cho mẹ coi coi, lấy cho mẹ coi đi, đó cho mẹ một cái thôi đi, cho mẹ một cái đi. Trời ơi cái gì vậy, đi cho mẹ một cái đi, đi ra đây mẹ, đi đâu vậy, đi ra đây, 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 đi ra đây
sợ rồi, đã chưa? Bây giờ biết đi rồi nha mọi người. Đó, nữa. Thấy chưa? Đi từ từ thôi. Không thôi là bị té đó, chưa té sấp mặt đó. Đây là nặng té sấp mặt nè. Nha. Đây. Biết đi rồi bây giờ hả? Mình dắt tay đi, nhiều khi là còn hất tay ra nữa. Đó nè nè, cái đồ đó đó. Nè, đây. Dắt tay đi nè, đi. Gì vậy? Nắm tay đi nè. Lắng sang lắng sang. Ồ, ở đây cái khu vực bếp có luôn cả cái lò nướng đó mọi người. Nó sẽ nhỏ nhỏ ha. Thôi đúng rồi, nhỏ nhỏ vậy thôi chứ vì cũng đâu có nấu nướng gì đâu. Lại có thêm cả cái toilet ở phía ngoài nữa nè. À, vậy là có cả ba toilet luôn. Rồi, một vòng room tour vào đây. Nhân vật chính mà không nói lời nào hết trơn luôn á. Mỗi lời lên kiếm nào cũng có chỉ có mình Phi nói à. Nó nói nghe lời nào đó đi kìa. Bà nói trên phim ảnh trên sân khấu kịch nhiều quá rồi, nói gì nữa. Ngoài đời đi cho mẹ nói. Thôi bà nói đi, nói lời nào đi. Cái phim này là về những kỷ niệm gì? Nó ngày cưới, tình cảm có thể trong lòng nó say đắm bên nhau. Rồi, một vòng rước cưa đến đây xin được khép lại. Những ngày sau đó thì có những hoạt động gì thì sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Chào mọi người, bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye rồi, đi gió đi. Đúng rồi. Đá lông nheo đi. Yeah.